nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một lĩnh vực được nhà nước quan tâm đầu tư, cũng là vấn đề mà nhân dân quan trọng. Đây còn là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình rộng, chia cắt, kinh phí đầu tư còn hạn chế, trong lúc đó công tác vận hành quản lý còn gặp khó khăn, nên vẫn còn nhiều địa bàn dân cư của Lâm Đồng chưa có nước sạch để sử dụng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Với địa hình rộng, lại nhiều vùng trũng thấp, Cát Tiên là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh thuộc nhóm thấp của tỉnh Lâm Đồng. Hiện huyện mới chỉ có trên 85% dân số được dùng nước hợp vệ sinh và chưa đầy 32% tỷ lệ dân số được dùng nước sạch. Nhiều khu vực nước vàng đục phải dùng qua rất nhiều bể lọc như thế này mới loại bỏ bớt chất cặn. Nhưng nước sau khi lọc cũng dùng để giặt rửa, còn ăn uống người dân phải đi mua nước đóng bình. Dân là mỗi người một chai nước đi xuống xá để mà thử là cũng là cái lô này là nhà nào cũng là chất arsen gì đó mà cũng cao quá, như nhà tôi là một trên gọi là 180 luôn. Xong là cũng là bảo là cái này là không có xài được. Bà con nên coi là mua máy lọc hay là nước gì đó về để uống thôi, là uống cái nước này là cũng không đảm bảo sức khỏe. Thì cho nên là bây giờ cũng chúng tôi thì cũng mong muốn là cũng nhờ Đảng nhà nước nên là nước sạch thì cũng quan tâm đến người dân chúng tôi để có nước sạch uống sinh hoạt. Huyện đã tập trung tuyên truyền người dân sử dụng các cái bể lọc nước để đảm bảo cho cái nhu cầu sử dụng. Cái thứ hai nữa là vận động người dân trong việc mua các cái máy lọc ro. Những hộ khó khăn điều kiện thì vẫn tiếp tục sử dụng mua nước uống hàng ngày, nước thùng. Về giải pháp lâu dài thì trong những năm qua huyện đã kêu gọi các cái doanh nghiệp để đầu tư vào lĩnh vực nước sạch ở huyện. Cái địa bàn của huyện Cát Tiên thì nó trải dọc rồi những vùng ven núi, cho nên việc mà dẫn nước sạch về tới địa bàn một số xã vùng sâu vùng xa là cả một vấn đề rất là khó khăn. Không chỉ ở các vùng sâu vùng xa như các huyện phía Nam mà ngay tại thành phố Đà Lạt, vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường cũng còn nhiều khó khăn. Tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt có 4 trên 6 thôn được hưởng lợi từ công trình nước tự chảy, nhưng cũng chỉ có thể dùng trong mùa mưa, còn mùa khô thì thiếu nước. Riêng tại thôn 6 và thôn 4 thì 100% hộ dân dùng nước giếng, không đảm bảo vệ sinh do công trình nước tự chảy không thể đến nơi. Hầu hết người dân địa phương đều mong muốn có nước sạch để sử dụng, nhưng đối với những hộ nghèo, chi phí tiền nước hàng tháng cũng là một vấn đề họ lo lắng. Mong muốn của gia đình là sắp tới nhưng mà được thì sẽ có điện nước sạch chung của thành phố. Và nghe nói nước sạch như vậy thì nhưng mà trong các hộ khó khăn, hộ nghèo thì cũng mong chính quyền địa phương cũng như các cấp sẽ có hỗ trợ cho hộ nghèo để mà có được nguồn nước sinh hoạt đảm bảo. Dân mong muốn nhất là có nguồn nước sạch về, mà nước sạch về thì cũng gọi là nước sạch thì phải đảm bảo theo tiêu chí của nước sạch chẳng hạn, thì sau này nếu mà có thì cũng công bố mọi cái tiêu chuẩn của nước sạch cho dân đã biết. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 252 công trình nước sinh hoạt tập trung và có khoảng 25% số lượng công trình hư hỏng xuống cấp, trong đó có trên 10% hư hỏng nặng cần sửa chữa cấp bách. Bên cạnh những nguyên nhân mang yếu tố khách quan, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến các công trình nước sạch xuống cấp là do quá trình vận hành quản lý công trình sau xây dựng chưa thực sự phù hợp. Vì vậy, hiện nay mới chỉ có hơn 12% dân số Lâm Đồng được sử dụng nước từ các công trình nước sinh hoạt tập trung này. Gần 75% người dân tự đầu tư các công trình cấp nước hộ gia đình. Như vậy, vẫn còn gần 14% dân số Lâm Đồng phải sử dụng nguồn nước chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế, trong đó người dân nông thôn chiếm hơn 78%. Như chúng ta đã biết thì nước đóng một vai trò quan trọng trong đời sống, và nguồn nước không sạch, không đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Hy vọng rằng trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ có những giải pháp tích cực để có được nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, phục vụ đời sống nhân dân. Một số chính quyền địa phương là chưa thực sự quan tâm đúng mức đến cái công tác quản lý sau đầu tư, cũng như là cái cơ chế người quản lý có cái trách nhiệm hơn trong cái công tác quản lý. Có một số công trình là đã xây dựng lâu năm nên cái tình trạng xuống cấp hư hỏng cũng nhiều, và cái trong những năm vừa qua thì cái kinh phí mà cho duy tu sửa chữa thường xuyên công trình thì cũng hạn chế,
giao cho cái đơn vị quản lý có cái đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao cái công tác quản lý khai thác sau đầu tư. Trung ương cũng như tỉnh là cần phải phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa các cái công trình cấp nước để nâng cao cái tỷ lệ cấp nước nông thôn. Hiện nay, chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó trích từ ngân sách địa phương, ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời thực hiện xã hội hóa trong đầu tư các công trình nước sạch nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này. Từ đó nhằm đạt mục tiêu nâng tổng số người dân nông thôn Lâm Đồng được dùng nước hợp vệ sinh lên trên 99% vào năm 2020.